Ông chú muốn thời đại hải tặc kết thúc hả? Nằm mơ đi. Giấc mơ của con người sẽ không bao giờ kết thúc. Đừng xem thường sức mạnh của kỳ tích. Ngươi đã lớn tới chừng này rồi, vậy có từng nghe nói qua việc trở về từ cõi chết hay chưa? Ta có thể làm được điều điên rồ đó. Ta không phải thượng đế, thần thánh hay thần tiên gì hết. Con người kỳ diệu sao? Các ngươi có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào mà các ngươi muốn, nhưng ta không bao giờ cứu những kẻ chỉ biết phụ thuộc vào kẻ khác. Ta có thể cứu một quốc gia nghèo khổ hay một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng tất cả những gì mà ta làm là giúp cho họ có được khát vọng sống sót. Kỳ tích chỉ đến với những người không bao giờ từ bỏ ý chí chiến đấu. Chỉ có những kẻ mạnh và kẻ hèn nhát mới có thể sống sót trên chiến trường, còn những anh hùng thì luôn phải bỏ mạng trước tiên. Nè, Luffy, tàu Sunny của chúng ta vẫn chưa phát huy hết vai trò của nó. Chỉ có một thuyền trưởng cho con tàu của giấc mơ trong tương lai này, đó là cậu. Luffy, lần sau chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ là một trong những đầu bếp hàng đầu thế giới, làm tất cả những gì trong khả năng để giúp cậu trở thành vua hải tặc. Không có gì có thể bào chữa cho hành động đáng hổ thẹn của người cả. Nhưng làm tới mức này, tức là ngươi đã tìm được thứ quan trọng hơn tham vọng của mình. Thằng nhóc phiền phức, một kẻ như hắn một khi đã chấp nhận dẹp bỏ lòng tự trọng, chắc chắn là vì một kẻ khác quan trọng hơn bản